làm trên ghép trăng đi anh. Chúc em là nước mắt vì hạnh phúc bên người mà em yêu. Một chàng trai xuất sắc để dư già tiếng cư cho em tiêu. Anh đã không còn những tù hận, không còn. Ok, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái trend này nhé. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái trend này nhé. Do có nhiều bạn yêu cầu quá nên là mình cũng dành chút thời gian ra để hướng dẫn các bạn. Rồi, đầu tiên các bạn sẽ ấn vào dự án mới. Đó, sau đó các bạn sẽ thêm một ảnh rồi edit. Thì mình khuyên các bạn là làm cái trend này, các bạn chọn cái tấm ảnh nào mà chụp buổi tối ấy. Càng tối thì càng tốt, thì nó với ghép cái trăng kia sau nó khớp được. Giả sử như là các bạn thêm cái hình vô rồi, sau đó các bạn sẽ ấn vào âm thanh, chọn để chất xuất. Sau đó các bạn sẽ chọn cái video âm thanh mà các bạn muốn edit. Đây thì mình cũng sẽ thêm cái âm thanh này vào, kéo cho nó bằng với cái tấm hình, kéo cho nó về đầu cái tấm ảnh. Sau đó mình sẽ kéo cái tấm hình này cho nó bằng với cái thang nhạc. Rồi, bước tiếp theo mình sẽ ấn vào lớp phủ, chọn thêm lớp phủ, chọn cái video mặt trăng vào. Sau đó mình sẽ kéo video mặt trăng cho nó bằng với cái ảnh ở trên luôn. Đó. Sau đó mình sẽ phóng to cái video này ra. Mình sẽ ấn vào mặt nạ, chọn tắt. Sau đó các bạn sẽ căn cái mặt trăng này này. Đấy, cắt tới cái đoạn mà màu đen đây. Rồi ấn dấu tích về. Sau đó các bạn sẽ ấn vào cái lớp phủ và kéo cái lớp phủ lên ở chỗ mà các bạn muốn edit. Đó, giả sử các bạn muốn để cái mặt trăng ở đây đi. Cái này là tùy mỗi ảnh nha các bạn. Rồi các bạn sẽ ấn vào cái ấy hình chính nè, hình chính của mình nè. Mình kéo xuống. Mình cắt làm sao cho nó ở cái bầu trời ấy. Đó, ví dụ ở chỗ này là cái chỗ mình muốn để lại cái Đà Lạt Center đây đúng không các bạn? Đó, mình sẽ kéo cho nó bằng với cái đoạn đây này. Có đoạn nó phủ đó. Ok, bây giờ mình sẽ ấn vào cái video nó phủ, cái video mặt trăng á. Ở với mặt này. Rồi mình sẽ cái cục trắng trắng này, mình sẽ kéo nó ra. Đó. Các bạn nhớ là kéo vừa vừa thôi nha. Nếu mà kéo quá thì mình sẽ hiện lên cái hình của hình chính đây này. Nó có cái gạch ngang này thì nó rất là xấu. Mình kéo vừa vừa thôi. Đó, kéo sao để nhìn thấy cái như là bầu trời thật á. Rồi nếu mà các bạn muốn thật hơn thì các bạn sẽ ấn vào cái hình chính. Các bạn kéo qua chọn mặt nạ luôn. Sau đó các bạn cũng chọn tắt luôn. Các bạn ấn lộn ngược. Rồi các bạn kéo cái thân mặt nạ này lên cái chỗ mặt trăng này này. Kéo hết cái hình luôn nhá các bạn. Xong rồi các bạn sẽ kéo cái cục trắng trắng này lên thêm. Đó. Ấn dấu tích về. Rồi, bước tiếp theo thì các bạn sẽ ấn vào hiệu ứng, chọn hiệu ứng video, chọn qua cơ bản. Thì ở trong hiệu ứng cơ bản này có rất là nhiều các hiệu ứng để lúc bắt đầu vào nhạc ấy. Ví dụ mình sẽ ấn vô hiệu ứng băng bóng này. Các bạn lưu ý là khi mà mình thêm cái lớp phủ mặt trăng vào thì mình nhớ ấn vào cái lớp phủ mặt trăng, chọn âm thanh và cho nó về không đi, chứ không nó bị chèn vô cái nhạc của mình á. Rồi, bây giờ mình sẽ ấn vào cái hiệu ứng hồi nãy. Thì như mình đã nói là có rất nhiều các hiệu ứng khác nhau, các bạn có thể chọn. Như cái hiệu ứng bong bóng này thì nó sẽ như thế này. Đó. Không thì mình sẽ chọn hiệu ứng khác như là phóng to hình kim cương hoặc là lấy nét mờ ở đây này. Sau đó mình sẽ ấn vào cái hiệu ứng, chọn vật thể, chọn tất cả video. Còn nếu bạn nào muốn thêm cái lời nhạc cho nữa thì bạn có thể lên TikTok và tải cái bất kể cái video nào mà có lời nhạc ấy, một cái nền đen ấy, các bạn thêm vào. Thì cái này mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn nhiều ở các video trên kênh YouTube của mình rồi. Bạn nào mà có nhu cầu thì bạn có thể tìm lại nha các bạn. Tên video hình như là cắt edit lyrics. Đó, các bạn cứ ấn là cắt edit lyrics. Công khoan CapCut Edit là nó sẽ ra cái video đó nha các bạn. Thì bây giờ nếu mà các bạn muốn edit cái trend nào hay cái skill nào thì các bạn cứ việc ấn cái skill đó ra và ấn thêm cái tên của mình vô nữa. Nếu mà mình có edit là nó sẽ hiện ra, còn nếu mà không edit thì nó không hiện ra các bạn. Ok, thì mình cũng đã hướng dẫn xong cho các bạn cái trend này. Bạn nào mà thấy hay và hữu ích thì các bạn cho mình một like, một share và một subscribe kênh YouTube của mình nha. Không còn gì để nói nữa thì mình chúc tất cả các bạn thành công nha. Bye bye.